Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Brighton và câu lạc bộ Manchester City. Đây là trận đấu thuộc FA Cup và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này các cầu thủ Brighton sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà, và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Man City sẽ là những người đứng ra cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Brighton với mức kèo là hai trái. Mức kèo phải hạ xuống còn 1,75 và tăng lên là 2,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,25 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ thì Brighton và Man City cũng đã có 3 lần gặp nhau. Và 3 lần gặp nhau đó thì cũng không quá khó để cho Man City đều giành chiến thắng trước Brighton. 5 trận thi đấu gần nhất của Brighton thì Brighton đang bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì Man City thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà Brighton được chấp 2 trái, hoặc là các bạn có thể là lựa kèo được chấp 2,25. Vì sao? Mặc dù trận đấu này lần gặp lại Man City thì Brighton một lần nữa vẫn quyền giá cửa dưới. Tuy nhiên thì do cái mức kèo chấp trận đấu này nó cũng quá là cao. Nếu như trận đấu này mà kết thúc trận đấu Brighton cầm hòa được Man City, hoặc là để thất bại trước Man City với cái việc là một bàn, hai bàn đi chăng nữa, thì chúng ta chọn cửa Brighton, chúng ta cũng vẫn từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Mặc dù là 3 lần chạm trán trước đó thì Brighton đều để thua Man City, tuy nhiên thì cũng không có trận đấu nào mà họ thua Man City quá hai bàn cả các bạn. Thứ hai nữa thì trận đấu này Brighton có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải cho thất bại đâu. Biết đâu trận đấu này gặp một đội bóng cũng không quá mạnh thì Man City họ cũng sẽ không tung ra hình mạnh nhất, và biết đâu sẽ có điều bất ngờ xảy ra, đó là Brighton họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được Man City luôn thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tôi tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Brighton được chấp nha. Đá bại được Man City hay không thì cái điều đó mình cũng không dám nói đến nhiều đâu, nhưng mà có thể là trận đấu này với phong độ bình của mình thì Brighton họ có điểm tựa sân nhà nữa thì họ sẽ không chịu thua quá nhiều trước Man City đâu. Nghĩ trận đấu này họ chỉ thua một lần nữa với cái gì là một bàn mà thôi. Cho trận đấu này mà nào tôi tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Brighton được chấp hai trái hoặc là 2,25 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,25 và 3 trái. Thì hầu như là những lần gặp nhau của hai đội trước đây á thì thường là mình thấy là từ 3 bàn trở lên. Nhưng mà trận đấu này nếu mà tài xỉu 3,25 hay là 3,5 thì các bạn không nên vào nha. Tại vì nó cũng còn hơi cao. Các bạn có thể là không nên vào tài xỉu vội ở trận đấu này, mà các bạn cứ canh nếu như mà khi nào mà có thể mức kèo tài nó hạ xuống còn tầm 3 trái, thậm chí là dưới 3 luôn, thì lúc đó các bạn hãy nên vào tài, nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu không được thì các bạn nên bỏ kèo tài xỉu cho đó mà nha, nó cũng hơi khó. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Vì đó thì một với phong độ ổn định và điểm tựa sân nhà thì Brighton họ cũng sẽ chưa chịu thua trước Man City đâu. Thậm chí là biết đâu Brighton là những người có bàn dẫn trước nữa. Nhưng mà hiệp 1 mà Man City chấp dưới 1 thì vào Brighton nó cũng không mấy thực sự là yên tâm cho lắm. Nên là các bạn có thể là nếu như mà lựa được cái kèo mà Brighton được chấp một trái thì các bạn hảo vào. Hoặc là các bạn hãy là đi cửa xỉu 1,5 ở hiệp 1 không cũng ngon rồi. Tới bạn đâu chốt kèo là chọn cửa Brighton và xỉu. Xin lỗi. Và đợi tài hạ còn tầm 3 trái hoặc dưới 3 thì hảo vào. Ở hiệp 1 thì mới chọn Brighton nếu như mà lựa được kèo chấp một trái và đá xỉu 1,5. Chúc anh em may mắn nha.